Kính thưa quý vị khán thính giả, sau lưng Hòa Anh Quốc là đài tưởng niệm tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào vượt biên tử nạn. Đài tưởng niệm này nằm trong khuôn viên của nghĩa trang Le Repos Saint-François d'Assise, cũng thường được biết đến với tên gọi là nghĩa trang Việt Nam tại thành phố Montreal. Và tại nơi đây sẽ diễn ra lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, được tổ chức bởi Hội Bảo vệ Di sản Việt Nam. Trong những phút tới đây, Hòa Anh Quốc sẽ gửi đến quý vị khán thính giả những hình ảnh của buổi lễ vào sáng hôm nay. Cũng như mọi năm, người Việt Nam tị nạn tại thành phố Montreal đã cùng nhau họp mặt tại nghĩa trang Le Repos Saint-François d'Assise để long trọng cử hành lễ tưởng niệm ngày Quốc hận của dân tộc Việt Nam. Tại ngôi nghĩa trang này, người Việt Nam chúng ta đã xây một đài tưởng niệm rất hoành tráng để tưởng nhớ đến những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ miền Nam tự do cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khuôn viên của nghĩa trang, nơi đặt đài tưởng niệm rợp bóng cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu, biểu dương cho sự chính nghĩa của những sự đấu tranh cho công lý. Bia đá hoa cương tưởng niệm của cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal được thiết kế với hình con tàu vượt biên. Đỉnh cao của bia nằm ở bên trái là mũi của con tàu. Trên đó có lá cờ Việt Nam tự do là hướng đi chung của toàn thể đồng bào tị nạn Việt Nam trên thế giới. Bia đá hoa cương cũng được chia làm ba phần dọc. Hai phần bên trái và bên phải khắc những hình ảnh thuyền nhân. Một con tàu nhỏ bé giữa dòng đại dương bao la đi vào cõi chết để tìm cuộc sống tự do. Phần giữa của tấm bia là hình bức tượng nổi tiếng Thương Tiếc diễn tả hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa ngồi một mình nghĩ về đồng đội đã mất. Và tại nơi đây, đồng bào Việt Nam tại thành phố Montreal luôn tổ chức những buổi lễ quan trọng trong năm như là buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm nay. Mở đầu buổi lễ, các cựu quân nhân cán chính đã rước quốc kỳ lên lễ đài. Những vị cựu quân nhân nghiêm trang trong quân phục ngày nào, từng bước đi oai dũng, uy nghi, tay cầm chắc những lá cờ thiêng liêng của dân tộc. Hai bên đường đi, mọi người nghiêm chỉnh, tay đưa lên, nghiêm đứng chào lá cờ Việt Nam thân yêu. Một ngày là lính, cả đời binh nghiệp vẫn chưa dứt. Trước bàn thờ của anh linh dân tộc, những người lính già nơi đây mặc dầu đã vắt cạn hết tuổi trẻ, sức lực và trí tuệ của mình để ngăn chặn sự tấn công của địch thù, nhưng quê hương đất nước vẫn bị rơi vào tay Cộng sản. Họ đã khiêm tốn nhận trách nhiệm là đã không làm tròn bổn phận trong công cuộc bảo vệ quê hương của mình. Rơi vào tay Cộng sản, những người lính thất trận, hao gầy, ốm yếu theo năm tháng tù đầy khắc nghiệt ở những trại tù tồi tệ nhất của nhân loại, và không ít người đã nằm lại trên những vùng đồi núi không bao giờ trở về. Và buổi lễ ngày hôm nay cũng là để tưởng nhớ đến những vị anh hùng hy sinh trong thầm lặng đã vị quốc vong thân. Với tinh thần yêu quê hương, luôn mong mỏi đất mẹ một ngày bình an, mọi người đã chung tay vào việc tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Cờ vàng chính nghĩa được trịnh trọng treo gần khán đài, tung bay phất phới trên nền trời tự do. Quý vị khán thính giả đang chứng kiến nghi lễ chào cờ trước quốc kỳ Việt Nam. Mọi người hiện diện, từ trẻ đến già, đều đứng trang nghiêm, lòng tôn kính hướng về quê mẹ,
miệng rõ từng lời của bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa chấm dứt. Người Việt Nam phải nói lên những sự thật mà những người lính thất trận đã phải chịu trong những ngày tháng lao tù cộng sản. Đó là lịch sử Việt Nam mà người Việt Nam phải truyền đến thế hệ sau, để thế hệ con cháu hiểu được những công lao, xương máu của ông, bà, cha, chú đã bỏ ra để giữ được sự tự do cho miền Nam Việt Nam đến ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 1975. Thưa quý vị khán thính giả, cuộc chiến đã kết thúc 38 năm về trước, nhưng người Việt Nam luôn có nhiệm vụ giúp cho con cháu của mình thế hệ sau hiểu thêm về lịch sử người Việt Nam tị nạn, ôn cố, tri tân với mục đích đưa đất nước Việt Nam vượt qua thảm trạng hiện nay. Từ những công sức liên lỉ đó, nay cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal đã gặt hái được những thành quả đầu mùa. Một nhóm bạn trẻ đã đứng lên với danh xưng là nhóm thế hệ kế thừa để cùng bước đi với thế hệ trước trong việc tranh đấu cho dân chủ tại quê hương. Các bạn trẻ tại thành phố Montreal đã tham gia vào lễ tưởng niệm ngày hôm nay bằng nghi lễ đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm. Thay mặt cho những bạn trẻ, anh Hoa Xuân Long đã đọc một bài thơ do chính anh cảm tác bằng tiếng Anh gửi đến những người bạn trang lứa về sự hiện diện của người Việt Nam. The poor people grieve and face death, not to flee war. Vietnam has been in war for centuries. Not to seek freedom. Freedom is a state of mind. The poor people grieve and face death to give their descendants a future. The poor people are a symbol of the ultimate sacrifice a parent can make, leaving behind everything they've ever worked for, everything their parents ever worked for, everything their ancestors ever worked for. Have you ever loved anyone more than life itself, more than freedom itself? What would you give for one last chance to say to a departed one, I love you, I miss you, thank you. Do it and do it now. Và đó là những tâm sự chung của những bạn trẻ thế hệ thứ hai, con của những thuyền nhân đã can đảm đứt ruột rời xa quê cha đất tổ chỉ vì tương lai của con cháu. Những sự hy sinh đó đã được giới trẻ trân trọng tôn kính. Và cụ thể, các bạn đã dấn thân vào con đường tranh đấu ôn hòa hướng tới sự tự do dân chủ cho Việt Nam. Ông Ngô Anh Võ, Hội trưởng Hội Bảo vệ Di sản, cũng là người chủ xướng xây dựng tượng đài chiến sĩ và thuyền nhân tại đây. Ông đã gửi những lời chào mừng và ông cũng nói lên ý nghĩa của buổi tưởng niệm ngày 30 tháng 4 như sau. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu một cái giai đoạn đau thương trong lịch sử Việt Nam. Ngày này, vì những lý do chính trị, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử, bắt buộc phải buông súng, bỏ dở cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam chống cuộc xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Hàng trăm ngàn chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cuộc chiến này. Tiếp đó, để trốn chạy chế độ bảo tàng của Cộng sản, hàng triệu đồng bào đã liều lĩnh tìm đường vượt biên bằng đường rừng hoặc bằng đường biển, bằng cách vượt đại dương trên những chiếc thuyền mong manh, khiến cho khoảng nửa triệu đồng bào đã phải bỏ xác trong rừng sâu núi thẳm hoặc là dưới lòng biển cả. Thưa quý vị khán thính giả, tội ác của Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc chắc chẳng có bút nào kể xiết. Như chúng tôi đã nói, dân tộc Việt Nam chúng ta đã sống trong cơn ác mộng kinh hoàng kéo dài suốt 38 năm.
ai cũng muốn cho quê hương Việt Nam một ngày được bình an. Những nghi lễ theo từng tôn giáo đã được cử hành tại nơi đây để cầu cho quê hương và cầu cho những người đã khuất vì vận nước nổi trôi của dân Việt Nam. Quý vị vừa xem những nghi lễ của Phật giáo do Thượng tọa Thích Trường Phước và Ban tụng niệm của Chùa Quan Âm đảm trách để cầu siêu cho những hương linh của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình vì Cộng sản Việt Nam. Tiếp theo là nghi lễ của Công giáo. Linh Mục Lê An Khang đã nói lên ý nghĩa của những nghi thức sắp được cử hành như sau. Là con xin dâng lên đầu tiên ba nén hương chập để cầu xin và ghi ơn tất cả các chiến sĩ anh hùng đã hy sinh cuộc sống cho đất nước, cho tự do, và tất cả cho những người đồng hương đã ra đi phải hy sinh trên biển cả. Sau những lời chia sẻ thống thiết mà quý vị vừa nghe, Linh Mục Lê An Khang và cùng với phái đoàn Tháp Tùng đã cùng nhau hát lên bài Từ Vực Sâu U Tối để cầu cho các linh hồn đã mất. Quang đời trong Chúa nhầm lời, nếu Chúa chẳng tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng cha quan hồng tư những nghi lễ của đạo Cao Đài cũng đã được long trọng cử hành bởi cư sĩ Lê Tân Dân và các thân hữu. Mọi người, mọi tôn giáo đã có dịp cùng lắng đọng lại để cùng cầu cho những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào vượt biên tử nạn. Xin cho tổ họp mà quý vị khán thính giả vừa xem những nghi thức tôn giáo do các vị đại diện các tôn giáo long trọng cử hành tại đài tưởng niệm. Trong bài văn tế Chiến sĩ trận vong, ông Phan Ngọc đã nhắc lên những sai lầm trầm trọng trong chủ thuyết vô thần mà Cộng sản Việt Nam mắc phải cho đến ngày hôm nay trên đất Việt Nam. Ôi càng nghĩ tới, lòng càng đau thương thống thiết. Chiếm miền Nam, rồi cuốc mã đào mộ, khinh Phật trời, theo ngụy thuyết tam vô. Đã thù cả với cốt xương người tử sĩ, dân đất, biển, tổ tiên cho Tàu Cộng. Ôi ải Nam Quang, ôi ải Nam Quang, bán rồi đứt ruột, dân Nam lệ nhòa. Và đó chính là lý do của những cuộc tranh đấu của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và trong nước hướng về quê hương đất mẹ thân yêu, như lời phát biểu của ông Đào Bá Ngọc, hiện là chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại thành phố Montreal. Mục đích của chúng ta cho sự có mặt ngày hôm nay không những để tiếp nối những hoạt động mà cha ông chúng ta đã làm, mà còn nhắc nhở chúng ta với nhau không nên lơ là, sao lãng bổn phận, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Chúng ta còn có hoài bão là trình bày và trao lại cho thế hệ kế thừa tiếp tục công việc thiêng liêng trên. Mơ ước đất mẹ được hoàn toàn độc lập và người dân được tự do, đó là mục đích tối hậu của những cuộc tranh đấu trong và ngoài nước. Đó cũng là nguyện vọng của toàn thể dân tộc để đưa đất nước của chúng ta đến một nền văn minh thật sự sánh vai cùng với năm châu bốn bể.
Hòa Anh Quốc đã có dịp trò chuyện cùng với một vị dân biểu liên bang gốc Việt là cô Quách An Minh Thu về ý nghĩa của những cuộc họp mặt ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Bên cạnh chúng tôi đang có sự hiện diện của dân biểu Quách Anh Minh Thu là dân biểu của đảng NPD liên bang. Hòa Anh Quốc xin được kính chào cô. Chào anh. Biến cố lịch sử 30 tháng 4 đã xảy ra 38 năm. Mặc dù vậy, người Việt Nam ở trên khắp thế giới vẫn luôn làm lễ tưởng niệm hàng năm. Cô có nghĩ là dân tộc Việt Nam chúng ta quá hoài cổ không? Thưa anh, tôi thấy dân tộc Việt Nam chúng ta rất can đảm và luôn phấn đấu cho tương lai. Những đức tính đó đã giúp cho người Việt Nam tại hải ngoại dấn thân trong sự tranh đấu cho lẽ phải, hướng đến đồng bào tại quê nhà. Một ngày không xa, đồng bào của chúng ta sẽ được hưởng tự do và dân chủ thật sự. Mỗi lần có dịp gặp đại sứ Việt Nam và những vị có thẩm quyền của chính quyền Cộng sản Việt Nam, tôi luôn nêu lên những vấn nạn liên quan đến nhân quyền và những tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ trái phép. Đó là những gì mà tôi có thể làm trong cương vị hiện tại của tôi. Song song đó, người Việt Nam tại hải ngoại còn có thể làm rất nhiều việc để đấu tranh cho đồng bào tại quê nhà, chẳng hạn như tham dự đông đảo buổi lễ tưởng niệm vào sáng hôm nay. Nhờ đó mà ngọn lửa đấu tranh và lòng nhiệt huyết của cộng đồng Việt Nam sẽ được truyền đến thế hệ nối tiếp để cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền sẽ luôn tiếp tục trong tương lai. Tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ, đó là trách nhiệm của mọi người con dân Việt Nam. Ngay từ trước khi chiến tranh chấm dứt, những trọng trách đó luôn đã được gánh vác bởi những người lính Việt Nam Cộng Hòa như lời trình bày của vị cựu chiến binh sau đây. Bên cạnh chúng tôi đang có sự hiện diện của cựu đại tá Nguyễn Thu Lương, Hòa Anh Quốc xin được kính chào ông. Vâng, xin kính chào anh Hòa Anh Quốc và đài khán giả của đài SBTN. Vâng, Hoàng Quốc biết được rằng để mà trở thành một người lính Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta phải trải qua 9 tháng quân trường để mà có thể trở thành một người lính. Và một người lính Việt Nam Cộng Hòa như thế thì Hoàng Quốc biết được rằng phải có những đức tính chẳng hạn như là thắng không kêu và bại không nản. Thì tại sao cuộc bại trận 30 tháng 4 cho tới ngày nay đã là 38 năm mà Hoàng Quốc vẫn cảm thấy một cái sự rất buồn ở những người lính Việt Nam Cộng Hòa thưa ông? Vâng, chúng tôi suốt 30 năm những nhiệm vụ là bảo vệ cho đồng bào mà ngày 30 tháng 4 chúng tôi không làm tròn được nhiệm vụ để bảo vệ cho đồng bào chúng tôi. Giờ đồng bào tôi vẫn mấy chục năm nay vẫn phải sống khốn khổ. Cho nên cứ đến những cái ngày này, còn biết bao nhiêu anh em của chúng tôi còn lại ở Việt Nam, nhất là những thương phế binh, tàn tật, những đồng bào mà thương mến của chúng tôi, mà trách nhiệm của chúng tôi phải bảo vệ. Chúng tôi không làm tròn được cái nhiệm vụ ấy, cho nên chúng tôi vẫn buồn. Thật vậy. Vào ngày 30 tháng 4, người Việt Nam ai ai cũng cảm nhận được nỗi buồn mất nước. Vì thế, chúng ta gọi đó là ngày buồn của dân tộc, ngày quốc hận. Hòa Anh Quốc cũng đã có dịp hỏi chuyện cùng với một vị cựu quân nhân trong binh chủng hải quân về cảm nghĩ của ông trong ngày quốc hận. Xin mời quý vị theo dõi sau đây. Bên cạnh chúng tôi đang có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Kiệt là cựu quân nhân trong quân chủng hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Hòa Anh Quốc xin được kính chào ông. Dạ, xin chào anh. Thưa chú Kiện, hôm nay là ngày 30 tháng 4, chúng ta nên mừng lễ hay là chúng ta nên đau buồn về cái sự kiện này? Thưa anh, theo cái quan điểm riêng của tôi đó, thì cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày buồn nhiều hơn là vui. Cái nỗi buồn đó là cái ngày mình tưởng niệm cái ngày mà mình mất miền Nam vào tay Cộng sản. Và đó là cái nỗi buồn chung của dân tộc Việt Nam. Một cái niềm vui là đó là cơ hội để cho chúng ta cùng gặp nhau nơi đây để tưởng niệm những người đã hy sinh cho Tổ quốc và những người đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. Những sự hy sinh của tiền nhân phải luôn được nhắc đến với niềm tri ân. Như thế, con cháu của chúng ta đời sau sẽ biết được lý do của sự bỏ nước ra đi của ông bà cha mẹ. Từ đó, thế hệ sau sẽ không bao giờ quên đi lịch sử của người Việt Nam tị nạn trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị khán thính giả, nước Việt Nam chúng ta đã hoàn toàn mất vào tay Cộng sản Việt Nam tính đến nay đã 38 năm. Và đó là một sự kiện lịch sử thật đáng buồn cho toàn thể dân tộc Việt Nam. Vì lý do đó, ngày 30 tháng 4 luôn được gọi là ngày quốc hận của mọi người con dân Việt Nam. Tuy biến cố lịch sử đau buồn của dân tộc đã xảy ra 38 năm, nhưng đồng bào Việt Nam tại thành phố Montreal cũng như trên toàn thế giới luôn tổ chức những buổi lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 như là ngày hôm nay để tri ân những vị anh hùng dân tộc đã vị quốc vong thân trong cuộc chiến bảo vệ sự tự do cho dân tộc Việt Nam, cũng như nhớ về những nạn nhân
đã bỏ mạng trong rừng sâu trên biển cả sau khi Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Phóng viên của SBTN Canada Hòa Anh Quốc tường thuật từ thành phố Montreal, Quebec, Canada.